ក៏ព័ត៌មានករណីឡើងទៅប្រក់ក្បឿងមិនតែទៅប៉ះខ្សែកាបនោះឆេះខ្លោចខ្លួនតែម្ដងបាទនេះជារឿងមួយណាគួរមានការយល់ដឹងផងដែរជាងការទៅយើងអត់ដឹងថាខ្សែកាបនោះទំហំភ្លើងប្រមាណដែរអញ្ចឹងកុំទៅទៅក្បែរវាច្រើនពេកហើយមានករណីច្រើនហើយដែលឡើងទៅជាប្រវត្តិយើងអត់ដឹងទៅប៉ះខ្សែភ្លើងឆេះហើយខ្លះហ្នឹងក៏ខ្លោចខ្លួនទៅទៀតបាទនេះជារឿងមួយទៀតហើយរឿងថ្មីតើទៅនឹងជាប្រវត្តិក៏ឡើងទៅប្រក់ក្ប
ngày mình tại mình đón người ta mà nói là bay chật mùi cứ nó không sang cắt băng tổng bốn khăn miền chì nên là rong cro nướng cứ miền chmu tha chưa nẹt ai vô đập phần buồn cho nam tế hay bắt cho bón sna nơi sang cắt băng tổng bốn khăn miền chì rồi thì nên không bình bà này cứ chạy luôn mà bà có thể là bọ cái bướng rồi bọ bọ bắt sạc cạp bà bắt sạc cạp phải khuôn nữa nha nên là bọ bọ tới đây mà khang dương trẻ sờ ba cho sờ ba đó ba chân tại đó là bọ sạch bà cái là liệt được cái đai người nữa liệt được cái đai chân bà chân số meta bây giờ tăng ngọt lên đó ấy về để bọ cùng bọ bọ nướng sắp để lưu sầm đen thuyết hơi nhẹ là nơi khang cấm đang thật thuyết ấy đã cho lá được khơi cọt rồi cọt cái đai cọt đó nó cọt nửa cái đai hơi của cầm lăng phơi nướng một tam nhẹ chấm đen cái này cứ rập con vật này nó mình nằm rồi một phi vô là dương phá nè mình rồi một phi để dương phá nó thằng ngày nó tê bị rồi đọt nó tê rập con rập mơ này nó bà chẳng xong chìa bắt prong bây giờ phong đáy chẳng phù hạc xài phương khu phù phù tầng lai nữa nè cùng tập bạc bò vi bà ni còn tập bạc bà chả rõn bà chả rõn tê anh chẳng bị tiết hơi xâm nàng là ôi tiết nâng anh chẳng bị chìa bắt phía chả rõn nè khá nhầm khơi tiết nè kia xài phương mình tên bà chẳng bị tha nè đại thơ tiết cỏi cỏi ai nơi chẳng ai mình tên tên nè cùng kia bệnh bà anh ấy dừng bà cho bộ rộng miên nâng tập bà đứng cho hay mọi miên ca phong bây giờ